Xin chào các bạn đến với kênh YouTube Tin học văn phòng online. Trong clip này, mình hướng dẫn các bạn cách gỡ bỏ phần mềm trên Windows. Hay là trên Windows thì mình hay dùng nhìn thấy cái từ là uninstall programs. Ok. Đầu tiên thì chúng ta sẽ tìm đến cái chương trình mà cho phép chúng ta gỡ bỏ các cái chương trình khác. Thì có một số cách để vào. Chúng ta làm như sau. Đầu tiên là chúng ta vào cái cửa sổ Windows và biểu tượng Windows dưới này. Và chúng ta gõ cái từ add or remove program. Như ở đây thì mình mới chỉ có gõ cái từ add thôi, thì mình đã nhìn thấy là chương trình add or remove programs ở đây rồi. Đó, chúng ta click. Và cửa sổ hiện ra thì chúng ta sẽ tìm đến cái chương trình mà chúng ta muốn gỡ bỏ. Đó, ví dụ mình muốn gỡ bỏ Firefox chẳng hạn. Mình click vào Firefox và mình click uninstall. Ok. Đó. Gỡ bỏ. Hoàn thành. Vậy là mình đã gỡ bỏ xong Firefox. Thì cách thứ hai thì các bạn có thể cũng vẫn vào là cái biểu tượng cửa sổ dưới đây và chúng ta gõ Control Panel, tức là mình sẽ vào thông qua Control Panel. Thì ở đây mình sẽ mở ra Control Panel và mình chọn cái chương trình uninstall a program. Đó. Thì các chương trình hiện ra thì mình cũng sẽ tìm đến cái chương trình mà mình muốn gỡ bỏ. Ví dụ mình sẽ gỡ bỏ chương trình Visa này chẳng hạn. Đó, thì mình click vào mình sẽ click phải vào Visa và mình chọn uninstall các bạn nhé. Yes. Yes. Các bạn chú ý đọc một chút các cái thông báo để mà mình chọn yes hay no hay ok gì đó nhé. Ok, như vậy là mình đã hướng dẫn xong cái việc xóa, gỡ bỏ một chương trình trên Windows rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại các bạn trong các clip sau của Tin học văn phòng online.